ជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសពិសេសជាមួយនឹងក្រុមការងារផលិតនៅវេបសេរីដែលមានចំណងជើងថាអាកំបាំងបាទហើយវេបសេរីនេះដែរគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលមានចំនួនអ្នកទស្សនារាប់លានដល់នៅលើ Facebook ការជុំកបយាខេមបូឌីឃើញថាមានចំនួនអ្នកទស្សនានិងចំនួនអ្នក like អ្នកស្ដាប់នឹងគឺច្រើនខ្លាំងបាទដូច្នេះយើងចង់ដឹងថានៅពីក្រោយនៃភាពជោគជ័យនៃវេបសេរីមួយនេះមានការចូលរួមពីខាងណាខ្លះដូច្នេះយើងសូមទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារផលិតវេបសេរីមួយនេះទាំងអស់គ្នាដូចតទៅហេខ្ញុំជាសួរបាទខ្ញុំរដ្ឋាជាDigital Creative Director របស់ក្រុមហ៊ុន MSA ចា៎ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអថាវីគឺជា Copywriter នៅក្រុមហ៊ុន MSA ចា៎នាងខ្
hạt phan đại bụi dương ban bằng cá dương ni láng máu cứ dương bụi dương trăng bằng hai pì phìp khang phìp rừng mòm rồi bao sợi dây từng này phơi cá hiểm phơi chặt bao bộ quạt mơ tới người ta phải chuyện phải chia chẽ mấy nó song sai từ miền ạ không bằng ai tuyệt đắng tội khiêm chỉ là thật sự chỉ từ tới mình để mà chuyển đường thông quạt kết tha mình để xây chi mình để tương sao mình cần lắng hai nhìn bạn thực chất phần tay cáp bất mình để xây máy mấy quạt tôi pì ở với đại khục ni bàn kịch mà nó nhưng phần chị miền à rõm sờ bài đi đây miền tây nó về đại lượng nắng bán chọp chị chọp lục bò là vót dùng ăn được smart đó lấy thà lượng nắng chọp lục bò là vót hay dùng khơi thà miền chấm nướng nè đại ban tu sơn à lượng nắng đo từ rọp liền đón chẳng dùng ban này thà xa ấp rôm đại dùng bằng cọp nơi không xài lượng mùi nắng vì ban từ đó công cụ đại bỏ dưỡng chỉ vì say cứ sợ tới hay khi chúng sống thà sợ tới từng ót đại quạt ban tu sơn à xài vì tổ nắng quạt nắng dọc quần lư đại miền đại dùng ban bằng hai nơi không xài lượng nắng do từ ăn à vót tam là dạ cà cà pia sọc cà pia bảy trăm thằng ngày bao quát cứ sọc cà pia chơi ăn nắng hay chỉ biết xét cứ nửa bề để quạt miếng tay buôn nàng ảnh chị đầm bóng cứ mẹ rắm sờ bài chết giang khăng hay còn mình đặt man tha sạch rương mùi nít từ tu ca com tro rồi hô từ đó chieng pram liên nè đại minh kê ở chỗ từ tu sơn á sạch rương nâng bờ to tết hay nâng nông nâng còn miếng trong mưa phì bình to phì bình to chẳng bây giờ nhom khơn còn mình cái nhom mèo rắm nè sáy căn ta sáy sáy căn tại khăng lang khăng lang mình trâm tay bình nắng cứ sạch rương mùi ní còn miếng ca com tro rồi hồi từ đó nè nơi ở cây bờ tết đai chỉ hai thưa ao dương còn ban từ tu nơi pin đồng quan mui đại kê hai tha ở nâng nông năm pì pon đầm bốn nâng cứ best digital experimentation hai đường nắng dương bắt đầu chưa sầm khán từ lơ cái hạt thạch sọc của phèp đường móm hai nắng sọc phèp mình coi cua xà anh nắng vi cứ chưa bẩm non bạch thạch thông thông phi đan mình nụ tu tơ bạch thạch trong bàn chỉ biết xét cứ sợi dây dương nắng ảnh hai đường ăn cẩm bán vi lược bằng hai vi bàn nhà nắng vi bàn bằng hai vi đầm nạ ca này chỉ vật ở bờ sợi dây tăng vi quạt nơi liếu là hồ đào quạt miền cua xà quạt miền cốn quạt khai tới chỉ mà đáy không kế hay quạt khai tới chỉ đồn kỳ rừng ăn cỏ măng nó bị bằng hai pi gần lưỡi tiếng ăn năng thà tát thôi dừng mất đầm bay ở cua sa miền sập hẹ mình cốt hay thôi dừng mất đầm bay ở cua luôn ai chỉ sợ tây nước miền sọc cọp hẹ rừng mòm hay thôi dừng mất đầm bay quát chui ở cồn bọc quạt nước miền sọc cọp hẹ rừng mòm chẳng nước bể đai cột khnhi nước nông cua sa miền sọc cọp hẹ rừng mòm vì thôi ở cua sa nước miền sập hẹ mình cốt hẹp sập bay đi đi chẳng tới cha mua là hai đại dương sầm lạch chết sạc ca chỉ mùi cầm hôn MSA với miền cà ta chơi chơi cả ta tìm mùi nó cứ dương ban ở thua ca chưa mùi quát du du nằm ở hái bờ tam nhôm chấm cứ chật đập chân nằm mày chân dương score bị quát cho bác quát có score bị dương cho bác đài chân tìm pí nhôm chưa chạy lơ chùm niềm được bọc quát nơi khăn ông ở digital là marketing đài chỉ hai thua ở quát ad proponer ở sách rướng đài vi fit chưa mùi nâng phải tập hợp bỏ dương nâng ở tệ chôn bỏ dương thông đã dương trăng ao xa để mừng cọp nước nông rương rồi bỏ dương nước ban tại đó nét test nè ban căn được tràn hai dương đang ngay tha digital smart lỡ women sinh tư đi chấm rán khăn đại dương khinh mình được group kia quạt quạt ra
smartphone ដើម្បីចែករំលែករឿងល្អល្អមានប្រយោជន៍ទៅកាន់មនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងក៏ជ្រើសរើសវេបសេរីជា tool សម្រាប់តេតិញចំណាប់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនហើយពួកយើងជ្រើសរើសសាច់រឿងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមនុស្សស្រីគ្រប់រូបគាត់អាចទទួលបាននូវអារម្មណ៍មួយនេះបាននិយាយទៅត្បិតថារឿងហ្នឹងវានិយាយពីខ្សែជីវិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់មែនប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺវាអាចយើងថា apply ទៅដល់មនុស្សគ្រប់រូបវាត្រូវជាមួយមនុស្សគ្រប់វ័យដោយសារថាវារឿងតាំងពីវ័យក្មេងរហូតដល់គាត់វ័យចាស់ហើយយើងបានបញ្ចូលមិនមែនតែសារអប់រំទេយើងបានបញ្ចូលរឿងស្នេហា sweet sweet អីទៅក្នុងហ្នឹងដែរដែលវាត្រូវនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់យុវវ័យអីដែរបងធីតាកុំប្រាប់ថាបងអញជិះពីណាពីណីមកហាត់ប្រាណនៅហ្នឹងអូតែបងប្អូនបងនៅម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតមកហាត់ប្រាណមកដែរហើយបងឯងមកលេងតែបងប្អូនបងឯងតាំងថ្ងៃអត់ទាន់ហើយសុបូផងណាអញ្ចឹងសំបីជាយុវវ័យគាត់ក៏គាត់ចូលចិត្តមើលដែរព្រោះគាត់ចង់តាមដានថាតើជីវិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងតើវាយ៉ាងទៅជាយ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតរឿងហ្នឹងគឺយើងលើកពីគេហៅថាសារៈសំខាន់របស់ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីគឺជាម្ដាយស្ត្រីគឺជាប្រពន្ធស្ត្រីគឺជាជីដូនអីអញ្ចឹងគាត់គឺជាបុគ្គលសំខាន់មែនតើនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់និងបុគ្គលហ្នឹងគាត់មានសុខភាពអត់ល្អទេវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់គ្រួសារទាំងមូលតែម្ដងមិនមែនបានន័យថាគាត់មួយឈឺហើយគ្រួសារទៀតអ្នកផ្សេងទៀតអត់មានបញ្ហាទេព្រោះហេតុអីគាត់គឺជាអ្នករ៉ាប់រងគាត់គឺជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺយើងអប់រំថាស្ត្រីម្នាក់គឺគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរើសយកចំណីអាហារក៏ដូចជាផលិតផលអីដែលវាមានគុណភាពល្អដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់និងកូនគាត់គ្រួសាររបស់គាត់គឺមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងកាលណាគាត់មានសុខភាពល្អគ្រូសាងគាត់រីករាយទាំងអស់គ្នាលីណាទៅសម្រាប់ទៅកូនមិនបាច់ជួយម៉ាក់ទេទៅអង្គុយឲ្យស្ងៀមស្ងៀមហើយមើលថែចាស់ម៉ាក់បានល្អទៅណាចៅអូនអញ្ចឹងមកខ្លាចជាប៉ាគេមែនទេប៉ាឥឡូវទៀតទៅខ្លាចជាប៉ាគេណាអូនទៅ